khởi tố người đàn ông đánh đập, chửi mắng nhiều cụ già ở thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Huỳnh Văn Giỏi khai nhận đã có hành vi đánh đập, chửi mắng bà VTT, sinh năm 1938, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bến Tre và nhiều cụ già khác tại cơ sở Trăng Khuyết, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Văn Giỏi, sinh năm 1954, hiện cư trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12 về tội hành hạ người khác, quy định tại Điều 140 Bộ Luật Hình Sự. Các lệnh và quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân quận 12 phê chuẩn. Trước đó, ngày 24 tháng 5, Công an quận 12 tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu hành hạ người khác, xảy ra tại số 397/6 đường Hà Huy Giáp, tổ 6, khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12, nhà trọ chăm sóc, nuôi dưỡng người già neo đơn Trăng Khuyết. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận 12 khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ. Qua các tài liệu ban đầu thu thập được, Công an quận 12 đã triệu tập đối tượng Huỳnh Văn Giỏi đến cơ quan công an để làm việc. Tại cơ quan công an, Giỏi khai nhận đã có hành vi đánh đập, chửi mắng bà VTT, sinh năm 1938, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bến Tre và nhiều cụ già khác tại cơ sở Trăng Khuyết nhiều lần. Mặc dù Giỏi biết bà T và các cụ già khác đã già yếu, luôn bị phụ thuộc Giỏi về vật chất và tinh thần, nhưng vẫn có hành vi đánh đập, chửi mắng. Do bức xúc với việc Giỏi thường có hành vi đánh đập các cụ già sống tại nhà trọ, một người từng sống tại đây đã dùng điện thoại quay lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn được chia sẻ, các cơ quan chức năng nắm được thông tin sẽ can thiệp xử lý. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12 đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.